nhà mình sẽ làm gỏi đu đủ ba khía Thái Lan nha các bạn. Thì để làm gỏi đu đủ ba khía Thái Lan, ở đây mình có một trái đu đủ xanh nha. Rồi ở đây là mình có một cái tô ba khía ha. Ba khía này là mình mua người ta đã trộn sẵn rồi nha các bạn. Nếu ba khía của các bạn chưa trộn thì mình trộn sẵn cho vừa ăn ha. Rồi sau đó mình mới đem làm gỏi đu đủ Thái nha. Đây mình có là khoảng 1/4 chén tôm khô nha các bạn. Tỏi và ớt ha. Ở đây có khoảng 1 muỗng canh nước mắm, cũng như đây là đường thốt nốt nha, khoảng 2 muỗng canh đường thốt nốt. Các bạn không có đường thốt nốt mình có thể sử dụng đường thường cũng được nha. Rồi đây mình có được trái cà chua cũng như là hai trái chanh này ha. Đu đủ này mình mới vừa gọt vỏ xong. Rồi bây giờ mình cắt ra làm đôi, mình lấy cái hộp ra mình rửa, rồi bây giờ mình sẽ mài ra thành từng sợi nha các bạn. Nếu bạn nào không có cái đồ mài á thì mình lấy cái dao bầm bầm rồi mình thái mỏng mỏng nó ra ha, thì nó cũng sẽ ra từng sợi nha. Đu đủ sau khi mình đã bào xong rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha. Mình rửa 2-3 nước gì đó, rồi xong mình vớt ra rổ để cho nó thiệt là ráo ha. Rồi sau đó mình mới đem đi trộn gỏi đu đủ ba khía nha. Đây là phần đu đủ mình bào xong, mình rửa sạch và mình vớt ra rổ cho nó thiệt ráo rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm gỏi đu đủ ba khía Thái Lan ha. Mình sẽ dùng cái cối như thế này để mình trộn gỏi đu đủ ba khía nha các bạn. Và một cái muỗng nữa ha. Bây giờ trước tiên mình sẽ cho cái phần tỏi cũng như là ớt vô trong đây mình giã nha. Cho vài con tôm khô vô đây mình giã luôn nha các bạn. Rồi mình cho vô trong đây khoảng 1 muỗng canh đường thốt nốt nha các bạn. 1 muỗng canh nước mắm nha. Rồi 1 muỗng canh nước cốt chanh luôn nha các bạn. Chanh các bạn có thể sắc lát lát như thế này nè, rồi bỏ vô trong đây nè. Mình đâm chung ha. Mình trộn chung luôn. Nó rất là thơm nha. Kế đến mình cho mấy con ba khía vô nha. Và đồng thời cái nước ba khía nữa nha các bạn. Ba khía này người ta trộn sẵn rồi nha. Nó không có mặn ha, nó chỉ là ngọt ngọt mặn mặn thôi. Cà chua, nếu các bạn có cà chua bi thì càng tốt nha. Còn mình không có cà chua bi, mình lấy cà chua bự mình sắc ra khối vuông vuông như thế này nè ha. Rồi mình để vô chung nha. Rồi bây giờ mình cho cái phần đu đủ vô ha. Mình vừa đâm nhẹ nhẹ như vậy, mình vừa lấy cái muỗng mình đổ nó lên nha các bạn, cho nó thấm ha. Mình cho ra dĩa nha các bạn. Cái độ chua mặn ngọt thì còn tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Nếu các bạn muốn nó chua chua mặn mặn nhiều cái đường thốt nốt lại ha. Còn nếu mà các bạn muốn ngọt ngọt thì là mình cứ thêm cái đường thốt nốt vô nha. Nhưng mà với mình cái món gỏi đu đủ ba khía này nè, mình thích ăn nó chua chua mặn mặn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa ha. Cho dài cái lá rau răm lên trên mặt nha. Rồi các bạn muốn đậu phộng thì mình để vài hộp đậu phộng vô ha. Cái đó là optional. Nếu các bạn thích thì mình để nha. Rồi đây là gỏi đu đủ ba khía Thái Lan mà mình mới vừa làm xong nè các bạn. Mình mời các bạn dùng gỏi đu đủ ba khía với mình nha. Rất là ngon nha. Mình có thể ăn với cơm cũng được nè, mình ăn với lại xôi cũng được nữa nè, cơm nếp đó. Hoặc là mình ăn uống bia, hoặc là mình ăn chơi không cũng được nữa nha các bạn. Thì qua cái video này các bạn thử làm cái món gỏi đu đủ ba khía ăn thử đi nha. Nó rất là ngon nha, nó cay cay, nó thơm thơm mùi tỏi cũng như chua chua của chanh nè. Rồi ăn lên cái cọng đu đủ nó giòn giòn, ăn trúng cái miếng ba khía nó hơi mặn mặn. Nó rất là ngon, nó rất là bắt nha các bạn. Mình thấy nó cũng đơn giản và rất là dễ làm nha. Cái nguyên liệu cũng không có khó tìm. Nếu các bạn thấy thích cái
cái video này của mình cũng như thích cái recipe của mình thì cho mình thumbs up ha. Like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình để có thêm món mới trong thực đơn cho gia đình mình nha. Đăng ký kênh để có thêm nhiều video mới ra nữa nha. Thank you for watching. Bye bye. Mình chúc cho các bạn thành công trong món gỏi đu đủ ba khía kiểu Thái nha.